Rồi xong ngưng. Ngưng. Không, rồi chưa mà. Còn chơi không? Ngưng. 3 2 1. Đâu chơi được đâu, anh hồ. Nhìn lại đi, sao mà hai bạn còn chạy dưới vậy? Đưa tới đây. Bên kia lọc, bên kia lọc. Bên kia lọc. Xếp 2, tổ 1 đâu. Rồi, chúng ta sẽ đếm tổ 1 còn tồn tại là bao nhiêu trái bóng. 2 1 2, còn 2 quả bóng. Đây, còn bao nhiêu? Có 2 5 1 2. Ủa, ai chơi nhiều vậy? Ơi. Còn nhiều vậy? Tớ ba bị hết rồi. Bóp mà không có nổ. Rồi, không, vẫn còn muốn chơi một bóng. Đội nào còn nhiều bóng nhất? Tổ, con này còn bao nhiêu cái? Tổ 2, dạng thắng nhất. Rồi, tổ 3 là gì? Và tổ kia là... Nhớ giùm em luôn. Rồi, tổ anh gì á? Anh ghi lại. Ủa có phần thưởng như vậy? Đó. Rồi.